안녕하세요. Xin chào các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn những điểm khác nhau giữa tha và yo và bí mật của tiếng Hàn. Nhưng trước khi chúng ta học đó, chúng ta cần phải biết 존댓말 và 반말 là gì. 존댓말 là để nói một cái gì đó một cách thực sự lịch sự, trang trọng. Thông thường sử dụng với một người nhiều tuổi hơn bạn, người lạ hoặc một giáo viên cấp trên, vân vân. Nó thường kết thúc với từ tha. Tôi đã nói điều này trong video trước. Nếu bạn kết thúc câu với tha, nó thực sự lịch sự nhưng rất khô và nghiêm túc. Bây giờ thì mình sẽ giải thích về 반말. 반말 ngược lại với 존댓말. Đây là những lời mà không lịch sự nhưng rất thân thiện. Bạn chỉ sử dụng 반말 khi bạn đang thực sự rất gần gũi với một ai đó. Vì vậy bạn phải cẩn thận khi bạn sử dụng 반말 tại Hàn Quốc. Hãy xem xét các ví dụ nha. 나는 학교에 갑니다. 나는 학교에 가. Bạn có thể thấy 반말 rất ngắn và cũng dễ dàng hơn để nói. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng điều này với một người nào đó thực sự thân quen. Tuy nhiên, vì 존댓말 quá lịch sự và 반말 quá thân thiện, tiếng Hàn cũng có một cách khác để nói mà là cả thân thiện và lịch sự cùng một lúc. Đó là dùng yu. Nếu bạn kết thúc câu với yu, nó có vẻ lịch sự và thân thiện. Hãy xem xét một số ví dụ nhé. 나는 학교에 갑니다. 나는 학교에 가. 나는 학교에 가요. Ok, thì bây giờ bạn có thấy sự khác biệt giữa tha, yo và không sử dụng gì cả ở kết câu chưa? Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một bí mật lớn của tiếng Hàn. Đó là người Hàn Quốc thường bỏ chủ ngữ khi nói. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Khi ai đó hỏi 너 지금 뭐 해? 너 지금 뭐 해? Khi ai đó hỏi 너 지금 뭐 해? Bạn đang làm gì? Người nước ngoài đang học tiếng Hàn thường trả lời 나 지금 TV 봐. 나 지금 TV 봐. 나 지금 TV 봐. Tôi đang xem TV. Tuy nhiên, người Hàn Quốc không bao giờ trả lời như vậy. Họ nói TV 봐. Xem TV. TV 봐. Họ nói TV 봐 thôi. Như vậy, người Hàn Quốc không sử dụng chủ ngữ ở đây. Một ví dụ khác, khi ai đó hỏi 너 그 옷 어디에서 샀어? 너 그 옷 어디에서 샀어? 너 그 옷 어디에서 샀어? Bạn mua quần áo đó ở đâu? Chắc chắn trong sách giáo khoa tiếng Hàn của bạn, nó sẽ trả lời 난 이 옷을 강남에서 샀어. 난 이 옷을 강남에서 샀어. 난 이 옷을 강남에서 샀어. Tôi mua quần áo này ở Gangnam. Tuy nhiên, người Hàn Quốc không bao giờ trả lời như vậy. Chỉ trả lời Gangnam. Gangnam. Tất nhiên tiếng Việt cũng có trường hợp bỏ chủ ngữ, đúng không? Nhưng trong tiếng Hàn nó thường xuyên xảy ra. Đó là lý do tại sao người Hàn Quốc có xu hướng nói nhanh hơn vì hầu không cần đề cập chủ ngữ. Và đây cũng là lý do lớn nhất cho việc người nước ngoài gặp nhiều khó khăn trong việc nghe. Bởi vì trong thực tế người Hàn Quốc bỏ chủ ngữ, nó làm người nước ngoài hết sức bối rối. Trong tiếng Hàn, động từ và vô ngữ quan trọng hơn chủ ngữ. Nếu khi bạn muốn luyện tập nghe thì tập trung nhiều hơn vào các động từ và vô ngữ. Ví dụ 어제 식당에 갔는데 너무 맛있더라. 근데 좀 비쌌어. 어제 식당에 갔는데 너무 맛있더라. 근데 좀 비쌌어. 어제 식당에 갔는데 너무 맛있더라. 근데 좀 비쌌어. Nghĩa là hôm qua mình đi đến một quán ăn thực sự rất ngon nhưng mà hơi đắt. Bộ ngữ và động từ trong câu này là 식당 갔는데 맛있더라 비쌌어. Mặc dù bạn chưa nghe thấy những từ 너무 근데 좀, nhưng nếu bạn chỉ nghe thấy 갔는데 맛있더라 비쌌어 thì bạn có thể hiểu ra người này đi ở nơi đó có lẽ là một quán ăn. Món ăn ở đó ngon nhưng đắt. Rất là dễ là nghe những động từ và vô ngữ nha. Thứ từ giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất khác nhau. Trong tiếng Hàn, một câu đầy đủ có cấu tạo là chủ ngữ, vô ngữ, động từ. Nhưng ở Việt nó là chủ ngữ, động từ, vô ngữ. Tôi ăn cơm. Nhưng mà bằng tiếng Hàn là tôi cơm ăn. Hoàn toàn ngược lại phải không ạ? Vì vậy người Hàn Quốc nói những thông tin quan trọng ở phần sau, bởi vì bỏ ngữ và động từ quan trọng hơn.
Tất nhiên mỗi người có một cách nói khác nhau, nhưng thông thường thông tin quan trọng là ở phía sau. Vì vậy, khi bạn nói chuyện với một người Hàn Quốc, tập trung vào các bộ ngữ và động từ nha, và chú ý đến khi toàn bộ câu kết thúc. Hôm nay tôi đã dạy bạn làm thế nào để cùng một câu mà có thể nói chuyện lịch sự và thân thiện. Ngoài ra tôi đã cho bạn một lời khuyên quan trọng khi nói chuyện với người Hàn Quốc. Thứ nhất là bỏ chủ ngữ khi cả người nghe và người nói đều biết những gì mình đang nói. Thứ hai là thông tin quan trọng hầu hết ở phía sau. Những lời khuyên tôi đã nói ngày hôm nay đều là kinh nghiệm cuộc sống thực tế. Vì vậy nếu bạn nào đang học topic thì nên học theo quyển sách. Nhưng khi bạn nói với một người Hàn Quốc thì những lời khuyên này sẽ rất hữu ích. Những câu hỏi, những lời gợi ý của các bạn à, mình đã đọc rất kỹ và không bỏ sót của ai cả đâu nha. Mình đang làm video nên mọi người hãy đợi một xíu nhé. Ok, thì video này kết thúc ở đây nha. 다음 비디오에서 만나요. 안녕. 안녕히 계세요.